chùa Viên Giác, thành phố Biên Hòa tiếp tục tiếp sức bệnh viện dã chiến và chăm lo đời sống cho bà con công nhân. Chiều ngày 3 tháng 9 năm 2021, Sen Vàng chùa Viên Giác trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Đại đức Thích Thiện Mỹ phối hợp cùng với các cấp ban ngành chính quyền đã tiếp tục hành trình thiện nguyện khi dịch bệnh còn chưa thuyên giảm. Đại đức Thích Thiện Mỹ, Phó trưởng phân ban Thanh thiếu niên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, kiêm trưởng ban vận động điều phối tình nguyện viên Phật giáo tham gia công tác phòng chống dịch Covid trên địa bàn tỉnh, trụ trì chùa Viên Giác, chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm. Trong suốt hơn 2 tháng qua, cùng với sự phát tâm của quý Phật tử, quý mạnh thường quân trong và ngoài nước đã luôn sát cánh, quan tâm và tiếp sức cho tuyến đầu cũng như đời sống bà con nhân dân. Hôm nay, đồng hành về thăm và tặng quà bà con, Bệnh viện Dã Chiến cùng Hội Thiện Nguyện Sen Vàng Chùa Viên Giác có ông Nguyễn Quốc Vũ, trưởng ban tôn giáo tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Đình Kiên, phó trưởng ban tôn giáo tỉnh Đồng Nai. Đoàn đã đến thăm và tặng 100 phần quà lương thực, nhu yếu phẩm bao gồm mì, gạo, trứng, dầu ăn cho 100 hộ dân tại khu phố 4, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hầu hết các hộ gia đình ở đây đều là người thuê trọ, làm công nhân, lao động tự do đã mất việc trong suốt thời gian dịch bệnh bùng phát, nên nguồn thu nhập cũng không có. Cuộc sống bữa cơm thường nhật trở nên khó khăn. Một chút quà nhỏ với những lời động viên, hy vọng mỗi người dân sẽ sớm ổn định cuộc sống. Tiếp tục, đoàn đã di chuyển đến Bệnh viện Thu Dung số 7, được đặt tại trường Trung học Cơ sở Trần Biên, Đặng Đức Thuật, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, thăm hỏi và tặng quà cho bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ ngày đêm túc trực. Tại đây, Đại đức Thích Thiện Mỹ đã thay mặt đoàn trao tặng 3 máy tạo oxy, 20 thùng sữa, 20 thùng cháo cho bệnh viện để phần nào tiếp thêm sức mạnh cho y bác sĩ cũng như những bệnh nhân đang điều trị ở đây vẫn thêm sức mạnh, ý chí chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh. Tới đây, Sen Vàng chùa Viên Giác cùng quý mạnh thường quân trong và ngoài nước sẽ tiếp tục tặng máy tạo oxy và vật tư y tế cho các bệnh viện dã chiến đang đặt tại tỉnh Đồng Nai, chung tay cùng tuyến đầu đẩy lùi dịch bệnh.